bà đó phải nhắc hai con bò mà nó bò theo hoài tới chừng lại gần rồi không thấy luôn, người dội dưới đường mà không thấy dấu bò luôn, nên là tao biết chỗ đó có một cái gì vậy. Thì dòm lên là trên đó một cái dàn đèn bự hơn một cái dòm bề hoành cả công đất kia cảnh bảo mà đang nhắm một con mắt bên này nè, đang nhắm một con mắt ha, bên này không thấy con mắt luôn. Nghe ngặt, đây là lỗ tai cạnh hàm nè, đây là ở dưới cái càm nè, còn đây là cái lỗ mũi nè, còn đây là con mắt nè, đây là cái dòm đầu đang dòm lên, và đây là cái hình dáng của một người đang đứng rất là mát. Cái cảm giác nó mát lạnh với tay mình nữa. Lặn con đâu có lớn, nó dài đâu phải một cái mũi. Bự vậy đó. Tao lấy cái cây chọc bắt nhát. Cô chú anh chị và các bạn, những khán giả thân thương của kênh Nam Long Xuyên nha. Lời nói đầu clip thì cho Nam gửi lời chúc sức khỏe tới cả nhà. Chúc cả nhà luôn may mắn, bình an và gặp thật là nhiều thành công trong cuộc sống nha. Chào mừng các bạn và cô chú anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo của Nam ở những chuỗi khám phá tâm linh. Và ngày hôm nay Nam đang có mặt ở huyện Tịnh Biên. Đây là một cái dồ rất là linh thiêng, dồ đá đen. Và Nam được sự chia sẻ của một số quý cô chú anh chị là ở đây có một cậu tên là cậu Tư, cậu năm nay cũng 60 mấy tuổi rồi. Thì ngày xưa cậu từng làm việc, và sau khi nghỉ làm việc thì cậu làm nghề soi ếch nhái để mà mưu sinh, kiếm sống. Thì trong lúc mà cậu làm nghề soi ếch nhái đó thì cậu là một người rất là bình thường. Cậu không có tin về tâm linh, hay là cũng không có tin về những cái câu chuyện đồn thổi ở trên những cái vùng mà rừng núi như là rắn hổ mây to này nọ. Nhưng một lần trong cuộc đời của cậu làm cậu phải tin tuyệt đối, và tới bây giờ cậu cũng vẫn còn chưa quên được. Là vào lần đó, cậu có kể cách đây khoảng 10 mấy năm, thì khi mà tới khu vực vồ đá đen này, lúc đó cậu còn làm việc và đi bắt thuốc lá lậu, thì cậu khi mà cậu rình thuốc lá lậu thì cậu trông thấy một người phụ nữ đang dắt một cặp bò, và người phụ nữ rất là xinh đẹp, thì làm cho cậu lúc đó cũng hơi động lòng và đã đi lén lén đi theo. Và một điều đặc biệt là đi một hồi thì người phụ nữ và cặp bò biến mất, làm cho cậu rất là thắc mắc tại sao mới thấy đi đây mà lại mất đó. Thì cậu mới lấy đèn cậu gọi xuống dưới đường thì để coi có để lại những cái dấu vết của bò đi hay là dấu chân người ta bước hay không. Thì gọi xuống là không thấy dấu bò đi, cũng không thấy cái dấu của người ta. Thì làm cho cậu hầu như là nổi óc cục, và cậu rất là rợn người. Và từ đó cậu đã tin tưởng rằng cái vồ đá đen này là một nơi có chư vị, hoặc là một vị quyền bí nào đó, hoặc là bà đã ngự ở cái vồ đá đen này. Và không phải riêng gì cậu Tư, mà người dân xung quanh ở đây rất là tin tưởng cái vồ đá đen này, và họ rất là tin và đặt cái vồ đá đen này là vồ ba cô. Quý cô chú anh chị, có rất là nhiều người đã trông thấy những cô gái dắt bò, khi lại gần thì không thấy nữa. Điều tâm linh rất đặc biệt. Và cậu Tư cũng đã nhiều lần thấy rắn hổ mây. Và câu chuyện nó như thế nào, hôm nay Nam mời cô chú anh chị và các bạn sẽ cùng với Nam đi khám phá nha, gặp cậu Tư và khám phá vồ đá đen, để chúng ta tìm hiểu những câu chuyện ly kỳ tâm linh của vùng bảy núi nha cô chú anh chị. Ở đây là thường là mình kiếm sống bằng cái nghề gì ha cậu Tư? Người ta làm rẫy, người ta tao đi soi. Đi soi ha. Mình đi soi ở đâu? Soi dài qua bên Kiên Giang. Soi Kiên Giang luôn ha. Còn lúc trước là mình có soi ở núi Cấm đâu không? Cắm về đây núi không thôi gì, có thôi cánh ruộng ly trì lạc quới rồi đó. Còn mình lên núi là mình kêu bằng đi săn ha. Đi săn lên núi, đi săn lên núi. Hồi trước mình đi săn, mình có bắt được cái con gì mà bự bự không ha cô Tư? Hồi trước có chứ giờ nó hết rồi. Hồi trước có heo rừng mang rồi này nói. Heo rừng bự không hả cô Tư? Nó bự bằng heo mình chứ bộ nhỏ đâu. Mấy chục ký ha. Có con gần cả 100 ký luôn á. Có con gần cả 100 ký luôn. 60, 30, 40, 50 gì. Rồi mình nên cậu Tư bắt luôn hả? Dạ thật ơi, mà nó đánh chết luôn, nó bắt cái gì. Vậy hả cậu? Kêu lúc đó kêu nông trường lên bắn. Dạ. Nông trường lên bắt ha. Cậu Tư có bắt được con nào không? Không đâu, lúc đó ông già còn sống, ông gài bẫy. Dạ. Vì là ba của cậu Tư là ở săn. Ông làm rẫy rồi, ông thấy cái lằn nó đi, ông gài dính.
Rồi 7 ha. Dạ. Hút chứ còn điếu. Con mang là cái con của hổm mấy chú kia kể đó mấy đứa. Từ cầu tư là con mang nó cũng giống như con chó, như con giống như con nai ha. Không, nó giống như cái con người ta nuôi con dê vậy đó, giống vậy. Dạ, ngon con dê ha. Ừ, giống như con dê đó. Mà thịt nó ăn hôi như bò, cái ăn bò nó ăn cỏ không à. Dạ, nó hôi ha. Cậu Tư là bây giờ chồng của cô ba mà mình quay mấy cái clip trước á, cô chú anh chị. Cô ba là như là đặt bẫy ở trên núi Cấm á. Vậy là cậu Tư chắc cũng đi đặt bẫy đồ với cô ba trước ha cậu Tư. Trước có gậy và nó gậy. Dạ. Cái này động vật còn ba cái nhang chuột rồi không chứ trồn mà không chứ mấy động vật lớn giờ đâu còn. Dạ cũng ít ha. Hồi trước là thường thường là mình đặt bẫy, là mình đặt bẫy con gì ha cậu Tư? Heo mang rồi nè, đặt bẫy heo nữa. Ừ. Có dính được con nào bự không? Cũng có dính hoài, lúc đó dính ở 5-6-70 kg có dính. Ồ, 5-6-70 kg là bự á chứ đâu phải nhỏ đâu. Ngoài là mình đặt heo gần đó, mình có đặt thêm các cái con khác nữa không á cậu Tư? Thì nói chung nó dính mang heo hơn thôi, mấy con trồng mớp bự bự nó cũng dính vậy. Bởi vì bẫy lớn mà. Dạ, trồng mớp ha. Rồi mấy năm sẽ phá làm rẫy giết rồi động vật nó hết. Thằng ba con bắt tượng trăng nữa nè. Chứ có khi nào mình đặt bẫy gì mà mình dính được cái con rắn nào lớn không ha cậu Tư? Có đi bắt trăng rồi thấy trăng bắt thì chứ đâu có dính nó đâu. Mấy người gà bẫy mà dính chăng là thôi cuốn nghỉ luôn. Ngủ gì? Vậy? Dính chăng là bẫy gà không có dính nữa đâu. À ngủ nha. Sao lạ cô Tư? Tại nó mang tới cái điểm xui hay sao cậu? Không có đâu con. Dính có con rùa với cái con chăng là tất nhiên gà không có dính con gì nữa hết. Vậy là hai con đó nó xui. Ừ. Con ngủ ta. À ngủ thì báo điểm vậy nha. Còn tự nhiên mình đi bắt thì được. Ừ. Lần vợ chồng thế nó bằng rẫy ở cái kẹt núi đó của tôi bây giờ đó, nó bắt được hai con chăn bự không cậu? Con cũng 6-7 kg 7-5 kg. Dạ vậy là chăn nó cũng nhỏ, hình như con nghe nói có chăn bự cũng mấy chục ký luôn hả cậu? Có 10 ký, mỗi ký có chứ mấy chục thì chưa thấy. Dạ rồi, trước cậu Tư có bắt được con nào bự không? Tao chăng dám bắt cái đầu bự. Nhưng mà tao gặp tao gặp xuống kêu người ta không hay để tao cậu Tư. Tất nhiên là cậu gặp mà cậu kêu người ta. Cậu Tư đi đập bẫy mấy con heo rồi mấy con cái loại kia thôi. Ừ. Ha, chứ không có đặt gắn với chăng. Gắn với chăng phải dằn lưới nó mới dính. Dạ, dằn lưới ha. Cậu Sáu chị không hay gần gắn. Cậu Sáu ở gần nhà mẹ. Dính gắn chăng hay vậy. Đó nó dạng chăn rắn nó bắt chứ tôi không dám bắt đâu. Tôi đi sôi rồi tôi gặp nó hành tôi dám bắt, cái mấy rắn khác tôi không dám bắt, cái không hành nó cắn. Với lại không ăn, không ăn chơi, không bắt mấy cái con của anh chi đâu. Yeah. Tôi đâu có ăn, hồi nào giờ đâu có ăn rắn ăn gì đâu. Cậu Tư cũng ăn mặn ha, nhưng mà không có ăn mấy cái loại đó ha. Rắn, chó, mèo tôi không ăn luôn. Dạ. Yeah. Thịt rồi, ông cũng mới ăn đây, tại út gửi rồi ông ăn chứ ông hết ăn thịt. Thấy cô ba trên chảnh trèo lên mấy cái cây á, cái đặt bẫy thấy thương cô ba ghê luôn coi. Gài nó, dạ. Cái đó nó gài con đồi. Dạ. Bữa đó dính được con đồi bự lắm á. Ừ. Hết sức bự rồi. Bữa đó con đó cũng có quay nè. Con sóc đó. Dạ. Nó giống như con sóc vậy mà có cái màu đẹp lắm. Trên lưng nó có màu hơi đỏ đỏ. Dạ đúng rồi đó. Đẹp lắm. Hồi trước cậu Tư ở trên núi Cấm đó là có thường nghe mấy cái người lớn tuổi mà kể về mấy câu chuyện mà ở trên núi Cấm không á cậu Tư? Cũng có nghe mà nghe người ta nói mình không tin. Như thế nào cậu Tư? Thì mấy trận lục bão rồi đó. Dạ. Ở núi làm sao cậu Tư? Tại sao cậu không tin? Vì sao hồi nào giờ không có thấy rồi không có tin. À tất nhiên là cậu gì nào cậu thấy cậu mới tin. Ừ. Dạ. Có cái dầu đá đen của ly chì dầm lên đó,
cái dồ ra có những cái gì gì bị gì ta thấy ta mới biết. Dạ. Mới nằm đi đi nằm bắt thuốc đó là tao gặp có cái người đàn bà dắt con bò mà tao bò theo mà tao không gặp là tao biết chỗ đó có một cái gì gì đó đó. Rồi. Làm sao cô Tư? Chỗ đó nhiều người thấy lắm, cô gái bên gì, dù ba cô gái gì đó. Ừ thì dù đó đang chỗ đầu núi giờ thấy đó. Ừ, lúc đó người ta lại đó tôi xin số hoài. Tôi gần mắt cuốc tôi gặp bà đó mới dắt hai con bò mà tao bò theo hoài tới chừng lại gần rồi tao không thấy luôn, tôi dội dưới đường mà không thấy dấu bò luôn nên là tao biết chỗ đó có một cái gì gì đó. Yeah. Tôi nào dám tôi đi lon đâu. Hồi từ nào tới giờ nhỏ tới lớn tôi mới thấy chỗ cái đầu núi nó có một cái gì đó vậy thôi. Chứ hồi nào giờ mà nói chỗ nào ma gì ma tao không đi thôi tới đó hết trơn. Cậu nói là con hiểu rồi, cái gì cậu thấy cậu mới tin. Ừ. Tất nhiên là cậu cũng đã thấy. Đã thấy đó. Dạ. Là thấy một người phụ nữ dẫn một cặp bò đi. Ừ. Rồi vô trong cái một cái hang núi ra đường lộ đi cũng như rồi đi về nhà vậy đó. À, ruộng lúa lúc đó miên nó mần lúa ruộng trên không cao cao mà yeah. Đó, bò trong ruộng đi theo thử coi tới chừng gia khúc là không còn thấy nữa. Ừ. Là ở trong núi dắt ra hay là ở trong núi dắt vô trong núi dắt ra à. Rồi giờ đó khoảng tầm mấy giờ hả cô Tư? Chắc cỡ 8-9 giờ. 8-9 giờ sáng hay là ban đêm? 8-9 giờ đêm đó. Lúc đó tôi đi gần bắt khúc á. 8-9 giờ đêm. Dạ. Như vậy là cái giờ đó là có trăng gì không hả cậu Tư? Cái lúc ánh đèn sáng không? Lúc đó không có nhớ tới hù à. Tối ha. Dạ. Nhưng mà cậu Tư như là đi soi thì có cái đèn ở trên đầu đúng không? Tao có đi soi đâu, lúc đó đi tao làm việc tôi đi bắt thuốc á. À. Canh đi canh. Cậu Tư bắt thuốc đi làm việc. Làm việc ha. Dạ. Mới thấy cái người vậy đó. Thấy rõ ràng luôn hả cậu Tư? Thấy rõ ràng, thấy dắt hai bò tao mới bò theo. Dạ. Bò theo ra ngoài một miếng ruộng hai miếng ruộng gì mất tiêu luôn đó, nó tao mới dội đèn tao coi tao có dấu bò không, không có luôn, tao mới biết là ở đó có cái gì gì đó. Dạ. Chứng tỏ là cái chỗ đó là nó rất là linh nha. Dư ban đêm mà tao nằm ở trong đó tao ngủ quên đó, tao nghe tiếng kêu dậy dậy vậy đó. Trời, giật mình thức dậy là không nghe gì hết. Kêu cái gì cậu Tư? Cái tiếng cũng như người ta kêu vậy đó. Khóc rên đó cậu? Không có khóc. Kêu sao cô Tư? Kêu hơi hơi như kêu người với người kêu đó. Ồ, nghe tiếng người âm đó chị. Ngay chân cái đầu núi vô đó đen đó là chỗ đó là hồi nào tới giờ là dân ở đó là ai cũng sợ cái núi. Lúc mấy năm trước con cũng nhớ người ta lại đó đi xin số nữa rồi. Ừ, chỗ đó đất nhũn. Ghê. Chúng linh lúc đó linh đó, chúng tại sợi đó vậy. Chỗ đó còn rắn lớn. Chứ giờ. Vậy hả? Ừ. Có ai từng gặp mấy ông đó chưa cậu Tư? Hôm trước ta đi bắt cá kè ở vùng đó ta bắt gặp được con bé lớn nhỉ? Còn mấy nó nói con cùng dòm dò gì thùm lum lắm. Dạ. Dân ở đó mà rễ đó nó nói vì là chứng tỏ ở đó là còn rắn lớn. Ừ, bị cái chỗ đó dạ. Nó hang rồi không à, cái chỗ vùng năm nó là em nói chỗ đó đẹp quá đó, nó vô đó đi gặp con dữ. Cái chỗ đó là cái vồ đó đó, cái vồ đó là đường qua bánh cà chiên đó. Cái đường qua bánh rồi chi bây giờ ta ra mần đường đó. Dạ. Cái đường chỗ đó còn thấy ghê vậy, bữa đó đi tới đó trở lại á. Ừ. Vì là mình những cái người ở mần gãy ở trên đó là người ta cũng thấy kể với cậu Tư nghe ha. Thằng vún nó mần gãy đó nó thấy nó đó còn cặp gắn lớn, gắn là cái hồ bay á chứ không phải gắn nhỏ đâu, gắn thường đâu. Nghe anh đó kể là lớn không ha cậu Tư? Nó nói cỡ bị lớn gì chắc cũng cỡ 10-20 kg vậy. Dạ dạ dạ. Nguyên một cặp luôn hả cô Tư? Nó nói nguyên cặp chứ tao đó tao thấy bị lớn là được con. Bị lớn là chắc con nghĩ chắc cũng con cháu gì của cái cặp bự đó. Ừ. Là cậu Thư thấy lần đó cách đây là lâu chưa cậu? Đâu rồi, 10-20 năm gì rồi. Dạ. Mười mấy 20 năm rồi sau này cái ông đó ông mới nói là ông thấy là mới đây hay sao? Ừ. Bởi vì cặp đó nó bự ra đó. Cái đất đó của ông già lúc nào nào giờ ông chia cho nó đó. Vậy là theo con nghĩ chắc có thể là cái con mà cậu thấy sau này nó lớn ừ, lên đó. Ừ. Chắc vậy. Vậy là cái con mà cậu Tư thấy bằng cầm tay đó là cậu Tư thấy 10-20 năm rồi. Ừ. Còn cái cặp mà của cái anh bằng gãy nói á là mới thấy cách đây không lâu. Ừ. Dạ. Có thể là cái con của cậu Tư thấy đó.
nó sau này nó sẽ lớn lên thì mình dự đoán thôi chứ cũng chưa cái đầu dồi đó nó có hang được không à, chung lòn giống á, hang lớn không cậu Tư? Hang vừa mình chung vậy. Dòng cái chỗ đó hồi xưa chắc cậu rành hết á rồi. Trong cái hang nó đâu có ai làm gì đâu, toàn là mai dương thôi. Ngu mai dương á, cái cây mai dương núi á. Dạ. Vậy là cái dạng như nó còn quang sơ á. Ừ, nó còn quang, không ai làm. Không có ai làm gì, cũng không có ai lên ở, thành ra nó quang. Mà quen mấy cái chỗ quang thì nó dễ quến mấy cái loại thú lại lắm. Ít cái người lên xuống. Cái vồ đó chạy dài về cái vách bên đây là còn heo rừng. Còn cái cánh bên đây còn cái khu này, còn khu ngoài ngoài không còn heo rừng. Khu này nó có rừng, nó có heo rừng. Dạ. Yeah. Cái vách này núi cấm thì kêu bằng cái gì vậy cậu? Cái vồ này vồ bà, còn cái vồ có cái cây tổng đài đó là cái vồ, nó vồ bồ hông. Dạ. Yeah. Còn vô chư thần nằm vách bển đó. Dạ. Nằm vách khác. Thì vách của họ mình đi cô sư đi nhìn xuống đây. Vách mình đây là vách trên cái vồ cao nhìn nhất là cái vồ bồ hông. Bồ hông. Cậu sau lưng rừng cậu nằm có cái núi nhỏ nhỏ chỗ này là núi gì đó cậu? Cái này là kêu núi Tà Lọt. À, núi Tà Lọt hả? Ừ. Có cái núi nhỏ xíu vậy đó hả? Của thằng Nguyên Tinh Biên. Có ai ở chỗ nào? Của người ta tu ở lành. Vậy hả? Ừ. Núi Tà Lọt đó con cũng có đi lên tới đỉnh không ạ? Chồng của bà Đông cũng tu trên đó. À. Con đi với bà Đông kia đi lên đó hết lần. Cắt cái ấy đẹp lắm. Trên đó giờ nó làm đường đi im lắm. Nó làm đường lan chạy lên luôn á, làm từ ở dưới chân núi lên, còn ở ngoài ruộng vô là không có đường. Đúng rồi, ngoài ruộng vô ruộng nó còn bên, hầm hình lắm bên đó hả? Đúng rồi, bên đó cứ rồi chạy vào ruộng lọc vào ruộng rồi mà mấy anh em đi có một xe chạy lọc vào ruộng luôn, chạy nín thở luôn. Em có đi vô tới chân núi mới có đường lan. Dạ. Chân chảnh tới 2-3 ông tu chảnh lận. Dạ. Chứ đứa mua đất cô Bảy Hà cắt cái am trên đó nữa. Ừ, ông cắt mấy trên đó, cái am đẹp lắm. Bữa nay đừng có đi nữa, dắt lên đó mà đi lần ngán đi. Cái chỗ mà cậu nói nãy cậu thấy người phụ nữ mà dắt cặp bò đó là cái gì cũng quên nè. Rất dồ đá đen. Là sáu, cậu sống tới nay 60 mấy năm là cậu chỉ thấy được một hiện tượng tâm linh đó là cậu tin thôi đó ha. Ừ, chứ hồi nào giờ tôi không thấy, không tin đâu. Cái chỗ nào giờ nó nói ma gì, ma tôi vô tôi xôi tôi cũng không thấy ma thấy gì. Dạ. Dài bên Kiên Giang, bên Nam Thái rồi mã cho đặt ruộng luôn. Mấy yeah. Nó không dám đi chứ tôi cũng đi à, có thấy cái gì đâu. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái lần đó là buộc lòng cậu phải tin luôn. Ờ, bị gì mình thấy mà mới tin. Tôi thấy rõ ràng mà. Theo cậu nghĩ ma hay là cắt dị gì cậu? Cái đó cắt, chắc cắt dị gì chứ không thấy ma đâu. Vậy hả? Chắc cậu báo điện gì cho mình. Vì yeah. Sau khi mà cái lần đó cậu Tư về gặp. Nghĩ cái bằng này cậu. Vậy là chỉ duy nhất một lần đó là cậu thấy được người phụ nữ dắt cặp bò thôi. Ừ. Là cậu mới tin vào cái chuyện tâm linh. Cậu biết cái đầu núi đó có một cái vị gì đó. Như một lần tôi ngủ trên dồ đá, con nghe cái núi đó nghe tiếng người kêu á. Dạ. Giật mình thức dậy là nghe tiếng kêu á. Là biết cái núi đó có một cái vị gì đó rồi. Dạ. Các cậu cái vị nào cao siêu lắm nó mới tới kêu mà con thấy hình luôn. Rồi sau cái lần mà cậu Tư gặp cái người phụ nữ mà dẫn cái cặp bò đó là cậu Tư về nhà có gặp cái hiện tượng gì mà ở trong nhà mình xảy ra không hết cậu Tư? Không đâu, bình thường ha. Dạ. Con thì con tin vào tâm linh, những cái câu chuyện mà giờ thấy mình đi gặp những cái câu chuyện gì lạ đó có khi là về nhà người ta giống như người ta báo cho mình một cái điềm gì trước. Cậu Tư thì không ha. Thằng Oanh, em Phúc, Oanh, em Hiệp á, nó ở trên núi thì đó, nó bắt con nưa đâu cả 10-11 ký, nó không dám đem xuống điện kêu ra lên đem xuống bán, nó chặt đứt tùm lum hết trơn, lên tới nó bỏ vô trong cái bao á. Con nưa hả cô Tư? Nó cỡ mà lớn hả cậu? Có một cái chiều mà ngang á, bự hơn này. Ông đấy ra bò cho thằng Sơn á hả? Con nưa đó là tầm khoảng bay lớn hả cậu Tư?
bự hơn cái này chút, bằng rồi, cầm tay. Rồi nó bán không được mới đem bán cho mấy bộ đội đó có thể. Nó màu gì hả chú? Nó cũng như con trăng, mà con trăng mặt giống nó hơi bông hơi tròn hơn mặt giống. Cái đầu nó không có mũi tên, còn trăng đầu có mũi tên. Ủa, trên con trăng là trên đầu có mũi tên hả? Có mũi tên. Nào vậy con không, cũng không để ý nữa. Con trăng trên đầu có mũi tên hả? Có mũi tên, con đưa đầu không có mũi tên. Con ngộ mà con là ná giống nhau. Nó ná giống nhau mà con trăng là nó mặt giống. Tại nó đưa nó hung nhá. Ừ. Tại nó chính lỗ mũi chứ tàn lỗ mũi giả, không nó có cái lỗ mũi thiệt chứ đâu. Nó đọc không ra cậu? Hồi nào bây giờ thì nghe nói đọc chứ chưa nghe nó cắn hay. Dạ. Thì bà con xưa giờ ta đồn đại là con nưa là cắn là lụm liền đó. Nó hồi nào giờ nó chưa có nghe nó cắn hay. Dạ. Là cái con đó là cậu Tư có dở cái lỗ mũi lên xem không cậu Tư? Thấy quậy gì? Nó không dám mở ra, nó bỏ vô trong cái rập rồi nó bỏ vô cái bao. Dạ. Nó nói chết rồi tao mới mở bao, tao nói ụ mấy con nưa dưới con trăng mà dễ gì mà dám chết nó. Mở ra nó ngóc cái đầu nó le lử là biết nó còn sống dễ gì chết. Rồi cậu Tư có dở cái lên xem cái lỗ mũi không? Không. Rồi sao cậu Tư biết con nưa? Con nưa cái đầu nó trơn trụ, nó không có cái mũi tên. À, có nghĩa là cậu Tư dở ra cậu Tư cũng xem cái đầu nó ha. Còn rồi. con trăng cái đầu nó có cái mũi tên. Dạ. Ớn là tại vì cậu Tư mới nhận định được là con trăng với con nưa. Màu đen. Nó nằm ở trên cái lưng đầu này nè. Dạ. Nhớ ra mấy cụ mấy chú ngày xưa bắt lên mạng rồi dòm thấy cái đầu nó có mũi tên liền. À cao chăng? Siêu quá à, con gì cũng biết hết trơn. Mình giờ chỉ nghe kể thôi mình không biết. Rắn núi nè, con của Út Cục bị rắn hổ sơn cắn chết chứ. Hổ sơn nào giờ có nghe cắn ai chết đâu mà cắn đó chết con vậy hả? Con rắn hổ sơn nó gần sau cô Tư cái màu á. Nó y gan như rắn chung nhưng mà sọc nó sọc hơi dài, rắn chung sọc cục. Cái trắng cái phan nó thưa hơn ha, phan thưa dài. Dạ, cái phan nó thưa hơn là trắng đen. Nó cũng phân ngang luôn hả sao cô Tư? Nó phân ngang cái mình đó. Dạ. Phân trắng phân đen, phân trắng phân đen. Còn cái con gắn mấy gầm thì phân vàng phân đen. À, nếu vậy cũng dễ bị lầm cũng tời. Thường thường người ta nói gắn chung á, mình sợ mình không biết mình bắt một cái là lên đường luôn á. Con gắn chung là ở dưới nước không, đâu có lên trên này đâu. Con hổ sơn ở trên núi ha. Trời ơi, núi không à. Là cái anh đó anh đi gãy hay sao hả cậu Tư? Nó nuôi bò đó rồi. Sáng nó mở chuồng ra là nó tức nó bị cắn rồi nó đập nó gắn chết luôn rồi nó buồn ngủ quá nó chở vô nó nằm ngủ rồi chết luôn. Thôi ơi. Chứ phải uống thuốc chứ không sao đâu. Ban đêm mà gần sáng rồi. Nó không có cho ba nó đồ người ta hay chứ phải người ta hay chắc chở đi thầy chắc không chắc đâu. Dạ. Là ảnh không biết luôn hay là sao hết cô Tư? Nó biết gắn khăn nó biết chứ bộ. Mà nghĩ vậy gì gắn nó không sao quá. Ừ, chắc nó nói gắn nó không sao. Trời ơi, nguy hiểm dữ rồi ta. Là trong cái đêm mà anh bị gắn cắn là anh mắc luôn. Sáng lại chết luôn á. Trời quá ghê vậy ta. Nguy hiểm dữ rồi ta. Tính ra con rắn hổ sơn cũng độc dữ dằn. Trời. Con bà vợ chạy bị con rắn hổ bốm gắn chết đó. Dạ. Hổ bốm chầm quạp. Mấy thứ đó là thứ dữ không. Ừ. Bởi vì tụi con đi hay đi núi khám phá này kia đồ mà không có mấy chú như cậu Tư đồ nói mấy loại rắn là sao. Núi đó là phải mang ủng mới được. Tụi con đi mang dép mang thí càng đi không? Mấy con bằng quần sọt nữa. Con bông đẹp lắm luôn. Cái đầu nó tam giác à, cậu Tư. Nằm phanh tròn mà màu đỏ đỏ. Không, nó nằm phanh cục như nè. Bự cục nó cũng bốm đó. Dạ đúng rồi, bốm. Là hổ bốm đó. Hổ bốm. Đúng rồi, đúng rồi. Nó đó. Còn bông mà cái mình nó màu cao khô đó là con đó là chằm quạp. Còn cái này là cao khô giống hình lá cây vậy đó. Cao khô nó con
trồng quạt nó màu như cao khô, gan cao khô đó. Thì nó giống lá cây như vậy, nó nằm trồng quay vậy. Còn con hổ bướm nó vàng với trắng, trắng vàng vàng, trắng trắng vàng vàng. Cái đầu phải trắng trắng vàng vàng, giống lá cây ha. Mà cái màu đỏ 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 đỏ. Thì nó đỏ, đúng đỏ đỏ vàng vàng đó. Cái đầu nó tam giác là hổ bướm. Tam giác, cái đầu tam giác. Đúng rồi. Hổ bướm là đầu. Cái chú bữa đây chú mừng hết ta. Nói là hổ bướm á. Còn nó đập không hả? Cắn vợ chạy chết đó. Dạ. Bà đi ra sáng bà ra thắp nhang cắn bà đó. Nó cắn là hoài thịt nó. Còn con hổ chuối cắn ông già ăn que liệt nửa thân người. Rồi con sao ông cũng chết luôn đó. Ghê trời. Sao ông cũng chết luôn á, ông chứ nuôi. Ông bị hổ chuối cắn. Thằng gì chứ thằng gì, con em của ông giỏi thằng gì đó. Nó cũng bị cắn, cái tay nó bị hoại hết trơn luôn đó. Con hả, cháu gì cũng sợ đó. Con sợ bảo. Ờ đúng rồi, bảo cái thịt nó bị thúi hết trơn trời, mà lột da với thịt bị phỏng vậy đó. Nhìn ghê quá ta, tội luôn á. Mấy cái loại đó gì mà đọc đọc chữ hay cậu Tư? Con chằn quạp mà nó cắn mày rồi là mày cởi quần không kịp, là lát là mắc đập cái quần đó. Không con, cởi được. Con cắn chằn quạp hả cậu Tư? Ừ, nó sưng. Thì đó thằng thằng nó bị cắn là chưa được 20 phút nữa là xuống mổ lấy cái gan đắp nó chưa kịp, nó là rập cái quần luôn, cởi quần không được. Chết sưng á. Không, thằng đi chỉ á. Dạ. Là cái đó là dùng thuốc là khoảng bao lâu là mới có cơ hội sống ha cô Tư? Thì nó trở lại đằng nhà ông Tám Nhiêu cho thằng Chiết làm thuốc cho nó đó. Dạ. Dạ ông thầy thuốc đó con có quay. Thằng Chiết. Dạ. Ông thầy nó cũng hay phải không cậu? Ừ. Nó trị bệnh rắn. Mấy con đó cắn thường thường là tầm bao lâu thời gian trở lại là mình cứu được ha cô Tư? Đi sớm chứ đi trễ mà gắn độc đi trễ là chết rồi. Con gắn mái gầm đó ha, ý con gắn hộ mây đó mà nó cắn mà đi trễ là chết liền. Ừ. Nó hàn băng liền. Nó thích độc. Tầm hai tầm mà... nửa tiếng không hay cô Tư? Hả? Con gắn hộ mây cắn là tầm nửa tiếng không? Chừng nửa tiếng trở lại là chết á. Nhanh ha, độc như nó sôi bọt miệng luôn á. Nó với con hổ đất. Cái thằng cháu ở trong bên gần nhầm đầy á. Nó bắt con gắn hổ đất nó gài nó gì à? Nó lấy cái huyết nó uống vô cái là băng liền. Nó không biết á, người ta đâu có dám uống đâu. Nó hàn hả cậu? Nó sôi bọt miệng liền. Hàn liền, lúc đó có tao tao mới biểu kiếm chanh nặng vô cho nó. Nặng vô cho nó dịu rồi chở đi bệnh viện đó. Trời thật ơi, gắn hổ đất mà cái huyết nó mà dám uống. Thế là anh hổ đất là... với hổ mây là hai cái loại độc không, nó cắn là chết đó. Nhưng mà con nghe mấy chú kia nói là thịt hổ mây ăn được mà hả cô Tư? Nhưng mà máu nó uống không được ha. Ít có ai giờ uống máu rồi, mới có mấy cái thằng khơi khơi nó uống. Dạ. Cho ai mà mấy chắc không biết cái gì á cô Tư. Thí dục. Dạ. Rồi mấy con gắn độc là thôi đi. Nãy con ghê nghe quá. Cậu nói mổ lấy cái gan nó đắp là sao cậu? Thì ông bảy hội ông biểu lấy cái gan nó đắp mà ông không biết ông biểu lấy gan đắp chứ đắp có nhầm nhòi đâu, nó sưng lấy được làm rập cái ống quần luôn. Rồi mới chở xuống dưới thằng Chiết Tám Nhiêu trị thuốc cho nó. Tưởng đâu là lấy cái gan nó đắp vô thì nó giải độc chứ. Một lần có ông thầy ở núi Nam Di cũng trị bệnh rắn mà ông chết, giờ còn cháu không? Chỗ đất ngục đó, hai miên đi bằng mướn. Gặp con gắn hổ mây xích chó dí bắt. Cũng gắn hổ mây chung vô bụi le. Nhào vô bắt thì sao nó cắn. Chở xuống con thầy làm gì. Chị là không biểu ở đó ngủ rồi không chịu về về chết. Sốc tích. Mà cái này cũng tại bắt người ta chứ không quá người ta cũng cắn dùm đi. Bự nó không á cậu Tư? Nó chạy chứ nó đâu có dám thử. Con gắn nó bự không mà nó cắn dữ thằng vậy? Cửa bằng tay cái gì? Dạ. Hổ mây cầm tay này nó dài cỡ hai thước mấy luôn á. Yeah. Cái đầu nó dài lắm. Dạ. Yeah. Nó lẹ. Vì là mấy cái loại gắn độc có cắn là phải tranh thủ thời gian. Ừ. Như trễ là không cứu được. Tranh thủ thời gian đi thầy mới được. Dạ. Yeah. Trễ quá là độc nó sẽ phát tán nhanh. Mấy gắn độc nó cắn là
trong mình mày là nước miếng gì trào miệng ra liền á. Hãy nói vừa phát bệnh lên rồi là trào bọt miệng hết trơn. Ghê quá. Vì cái nọc độc của nó là nó vô trong người mình là tiết, nó băng liền á. Tính ra ở trên núi này cũng nguy hiểm quá ha. Bằng đêm đi cũng không ăn ổn, không dám đi bên núi này. Theo như bên núi Dài với núi núi Cấm này bên nào mấy ông có nhiều không cậu? Bên nào cũng có hết. Vậy hả? Một lần mấy miếng ruộng gần này. Đi soi hổ chuối một cái. Con gì? Hổ chuối ha. Gắn hổ chuối, chút gặp con. Ừ. Rồi giống như là nguyên bầy luôn vậy đó hả? Ừ, nó ở theo ruộng này. Ghê ha. Còn gắn hổ chuối nó thấy khoái ở gần nhà lắm. Sao của tôi? Sao nó phái ở gần nhà? Con nó nút trứng gà, nó phái ở theo nhà lắm. À, có nghĩa là nó mấy cái loại đó nó thích nó ăn trứng của mấy con gà. Ừ. Hổ chuối đó nó độc không cậu? Trời ơi, lụ nó cắn ông già ông que chết queo đó. Yeah. Ông sống cũng gần năm ông mới chết. Nó đi lại gần nó là nó khò liền. Có khi đó tôi đi qua bên gần cái núi nhỏ đó đi trước ở sau lưng nó làm khẹt khẹt giống hệt như mà cái con gà hay con chó mà ăn cái gì sặc đó. Tôi quay lại tôi dội đèn, tôi đập nó ngậm con ếch vô còn lú hai cái giò hai bên, nó đâu có khò được. Tôi đập chết, tôi đem về tôi cho ông Phong này. 1 kg là đúng 1 mét chiều dài đó. Nó dài dữ gì. Con hổ chuối. Hổ chuối trời ơi, gì đâu mà 1 kg mà 1 mét dữ vậy. 1 mét chiều dài đó là 1 kg đó. Cái hình thể nó ra làm sao cậu Tư? Nó vàng vàng như gắn nước vậy đó. Dạ. Mà nó có đặc điểm gì khác không cậu Tư? Cái đầu nó cũng không có gì khác hết chứ. Mà cái lỗ đó nó độc. Vì sao mình phân biệt được? Gắn nước không ngóc, còn nó cắt cái đầu lên nó khò. Vậy là nó có một cái điểm để mình phân biệt ha. Đi lại gần nó là nó khò liền ha. Mà cái loại nó có mang không cậu Tư? Không. Nó bình thường luôn. Nó bình thường. Ồ, vậy là nó không có khác gì con gắn nước luôn à. Nó không như gắn nước vậy. Vậy là nếu như mà lỡ mà sơ ý gặp nó không để ý mà tưởng nó gắn nước lại chụp là tới số với nó. Trời ơi. 2-3 năm trước đó nó bò vô nhà con, ba con tưởng nó gắn bình thường nha, chẳng dạng bò vô gà con, lúc đó nuôi gà nhiều lắm. Bắt một con bỏ vô bao đem, đâu biết gắn độc đâu, để má người ta đâu mua. Không mua. Cái đợt đó hình như là cho người ta ăn cỡ nửa tháng sau, đúng ngay nửa tháng sau một con khác vô nữa, mà biết ý rồi sợ rồi đâu có dám. Nó ở theo nhà không à? Đâu có dám bắt gọi đèn, thấy nó khò lên này. Bởi vì em mới biết con gắn đó là nó khò, nó ngóc đầu lên nó bự, nó khò vậy nè. Đi ra hai con một cặp. Nó khò ra làm sao hết chị? Nó khẹt vậy đó, nó khò ra tiếng luôn á, giống như mèo đồ gì đó, khò vậy đó. Muốn nói chuyện. Ghê vậy trời. Nó khò à? Bởi vì đi lại gần nó là nó khò liền, là dễ phát giác nó lắm. Không, vậy mà cái con kia bò vô nhà lần trước không khò vậy chứ, không bắt bỏ vô bao luôn à. Mà vô tình bắt mà nhớ lại là hết hồn, nó đem bán người ta đâu có mua. Nè ơi, nguy hiểm dữ rồi ta. Lần sau bắt một con nữa, đập chết queo luôn. Mà ý còn gọi đèn chứ không có bắt nha. Cái đó mình gặp mình không biết mình mới dám bắt chứ, nếu thì mà mình biết cái lậu đó là ai mà dám bắt. Nó có hiền khô, nó không bò, không có khò. Kìa coi dân đi chị, cái thằng nhỏ nó không biết nó bắt nữa không, chú nó nắm ở đầu đi khơi ngoài đường. Thằng nhún đầu sớm lại chữ nó. Mà cũng hên ha, nó cắn ngược lại ha. Nè, nó cắn ngược cái đầu con hội cha mày. Chất mạng cũng lớn ha, cô Tư. Ghê vậy trời. Bỏ tay luôn. Cũng may gắn động mà nó xách đi gần hơn ngoài đường. Cô Tư gặp rồi, cô Tư la hả? Tao với vú gặp mấy chữ nó đụ má nó cắn mày chết đâu cứu đội cha mày luôn. Xạo ra quýnh hết trơn chữ luôn. Chứ hết nhỏ chứ hết hồn mới dí cho tôi. Rồi bắt đầu kêu nó bỏ vô cái bao đập cho anh chết luôn. Chứ mấy loại đó nếu như rồi tốt. Mấy nói với cha với mẹ nó, cha mẹ nó chữ nó quýnh. Dạ. Yeah. Dù nó không biết con gắn nó gắn gì. Dạ. Nít mà. Thì sao nó bắt được mà nó hên nó chứ thôi nó cắn thấy muộn hồi luôn. Chắc bắt được con gắn cũng mừng lắm rồi. Tưởng đâu gắn gì bao giờ làm thịt ra vậy đó nghe. Xách đi ngơi ngơi ngoài, ngoài đường lộ. Nít không biết. Chứ như mình biết thì ai đâu dám đụng vô. Tính ra ở trên núi nè còn nhiều gắn độc quá ta. Ừ, gắn độc còn. Như đợt đó kiểm lâm nó lên nó thả ba con
Bà con cá hôi sơn thì cũng lâm thả không đó chứ bộ. Trời đất ơi. Đã miết nó độc rồi sao còn thả chi ta. Còn cá hôi sơn cái lưng nó xương không. Thì đó tôi qua bên cái dò núi đó thôi. Tôi gặp con đâu bé lớn nhưng mà nó dài đâu cỡ một thước rưỡi rồi. Bự vậy. Tôi lấy cái cây chụp bát ngá tôi đập nó dính vô cái chụp. Tôi dở lên nó vớt. Ngay chân tao luôn tôi bỏ tôi chạy. Ủa mấy cái loại đó mình đập nó là nó dính vô trong cái cây hả cậu? Ờ cái lưng nó gai xương không à. Nó ngủ chàng. Cái lưng có gai hả cậu Tư? Cái xương của nó dính vô cái cây luôn. Dính vô cây luôn. Chàng ơi. Cái gan như đinh vậy. Con cũng nghe nhiều cô bác nói lắm mà đó mà bữa nay con mới con nghe cậu nói nữa. Gắn hổ sơn là con nó mình cái lưng nó xương không à. Vậy mà sao mấy nó ăn thịt không biết làm sao ngon không mà nó ăn thịt không. Gì mà con đó ăn thịt được hả cô Tư? Ừ. Trời trời thấy ớn quá. Nghe gì ớn rồi trời. Tao à, mà dám ăn mấy loại đó trời. Thì đó tôi đi xôi với Sáu Thế đó. Tôi gặp con gắn hổ hành. Lúc đó tôi chưa dám bắt hổ hành đâu. Tôi kêu nó lại. Lấy cái giò nó khều khều nó gắn là chết rồi, nó chết ông cố nội tao chết. Cái đầu nó nắm gắn lên cái gắn ngoe nó mới bỏ vô trong cái bao. Gắn hộ hành mà chết dữ lắm. Thì nó hình như được 600-700 gram gì ra ba xài bán luôn. Lậu đó nó hiện nằm im á cậu. Nó hiện khô rồi nó không cắn ai chứ. Nó dễ chết rồi. Bữa nước ngập nhà con có con vô nhà nó chết meo rồi. Nó như là ngập thở chết không biết có chết không nữa phải người ta bắt. Người ta vô bắt á. Vì bộ nước lũ có hổm vô nhà em con nữa hả? Bự hơn nó vô cái em nữa nè. Mà cúp điện tới thui đó, bữa hổm đó em nói ủa cái nhà đâu có cái cọng dây gì đâu mà chiếu đi cha. Thì kiếm cái đèn gọi là con rắn á. Chàng. Bự hơn nó vô cái nè, nó dân quân vô bằng thịt ăn luôn, mừng bắt về nó bữa nay vô bánh là nhậu luôn. Ghê vậy. Bữa nó ngập nhà em á. Thì ngập nhà em bữa chị xuống thì rắn hậu hành nó cũng ở theo nhà không à. Sao mà vô nó cũng khoái gà nữa. Nó vậy đó mà biết nó có chết không biết. Kìa đó tôi bắt được gắn hổ hành hôm nay trời mưa. Nói chung như hang còn phân nửa con mà nắm tôi kéo hoài kéo không ra. Tôi giặt một hồi tôi bắt tôi bỏ vô bữa đó người ta dặn bắt cóc. Bỏ chung với cóc nó chết queo à. Ủa? Gắn hổ hành á. Hổ hành nó dễ chết á. Vì sao? Bỏ chung với cóc cái mũ cóc đó nó chết queo. Ủa bộ mũ cóc độc. Độc lắm mũ cóc. Bỏ con gì vô với nó cũng chết hết trơn. Trời. Mũ của cái dây cóc hả? Con cóc. Con cóc hay dây cóc? Con cóc á, cái mũ nó. Cái bỏ vô con gì, con ngộ bỏ ta. Vô con chết hết trơn. Con tưởng đâu là dây cóc mà không ngờ con cóc mà nó cũng có chất độc dữ như vậy ta. Trời ơi, cái mũ nó dữ lắm, mũ lưng nó. Con ngộ ta. Cóc ăn cái trứng là chết á. Ồ, ghê vậy ta. Mấy con cóc hiền nhưng mà nguy hiểm dữ ta. Cái băng ở đâu, Đồng Tháp gì. Nó kêu tôi bắt. Cho nó 10 kg thì kêu ông già ba nhỏ như nhỏ lắm rồi bắt tôi đi qua gần tới Kiên Giang tôi chạy theo Bà Kinh hồi chứ không có lộn ruộng chạy dạ. Theo Bà Kinh gặp bắt bữa đó tôi bắt được 7 kg cóc đó hả cậu mà bắt 7 kg trời ơi dữ rồi trời ngâu có hỏi chạy theo nhà Bà Kinh ta đó chạy theo nhà gặp gần cái nhà có 3-4 con ngừng xe lại bắt 3-4 con là chạy dài thấy Bà Kinh bắt không cóc người ta cũng mua nữa ha cậu ta mua người ta làm thuốc á. Ồ bữa đó tôi bắt được 7 kg mua cũng bằng nhái 50.000 kg vậy mà bắt còn mau hơn nhái lúc nhiều con mà nói nhẹ thôi thấy nó bự chứ nhiều à mình bắt nó chân khỏe hơn con nhái bắt cái bồng của ta mà tao đựng đầy đó là từ 12 kg á nhái á mà tao đựng cóc ra đầy cái bồng luôn có 7 kg à nó nhẹ nó sầm sàm nó nhẹ hơn nó bự sự mà nó nhẹ ha ừ còn nó ở trong ruộng nó kêu nó mắc cặp nó kêu rền hết trơn nó hội cóc dài cánh đồng qua bên Kiên Giang cóc đen không bự mùa mưa năm nay mình không thấy con cóc nào hết trơn ta nó mất tiêu chân hả cậu cái hầm này nè tao bắt thì tao thả đâu gần 4-5 kg cóc ấy ban đêm nó kêu rền hết trơn nhóc chân ăn được họ mong nuôi một đống gà nó bắt vòng 2 đêm bắt 2 đêm liền luôn chậm bắt
công nhận đêm trước rồi đêm sau bắt luôn, bắt hai đêm luôn rồi ông bắt gì dưới còn nhiêu bắt dưới hết nghỉ nuôi luôn. Trời mưa ầm ầm này thiết ầm ầm có nghe đâu, nó cắt lưới hàng rào nó vô. Ở rừng chim núi mà cũng gan quá nha. Trời ơi, thôi thôi, ở đây nó phá dữ lắm. Cái dân ở đây cái lương tâm nó kỳ khôi. Mình để cái bình nước vậy đó cho nó uống mà để nó lại nó lấy cái bình nước nó lấy ca luôn à. Nó ngộ thiệt. Để cái bình nước cho uống mà lấy luôn cái bình lấy cái ca luôn. Cái bình luôn. Thì đúng rồi, lấy ca mới uống được. Gần bãi Hà nó để cái bình khác nó mua cái sợi dây xích nó phá lại. Kỳ quá ha. Chúng ta đi làm phước rồi mà mình lấy cái đó nó kỳ quá ha. Ừ. Lấy đâu lấy chứ mấy cái chuyện đó mà ai đâu mà lấy được. Làm phước kỳ lắm. Bởi vậy lấy của người ta nó hết. Đó là bỏ tay luôn rồi đó. Làm cái gì dù cho ăn trộm cũng phải có lương tâm, ăn trộm cũng có lương tâm luôn. Cây me kìa cũng kêu sao làm mà để cho người ta nó uống nó bãi Hà nó mất cái bình đó rồi để vô mất nữa ông nội ơi thôi đi. Con bò kêu. Dắt bò về ăn. Ở đây mình lội dài vô chân núi rồi chẳng cũng có đường đi hết không? Đi đường cái đường làng bắn với cái đường bên này là vô tới cổng được, còn cái đường này vô khúc cùng. Như đây là nó bích luôn hay sao cô Tư? Ruộng. À, cái ruộng lúa ha. Ừ, xe cản không được. Ngộ ha, các trên núi mà cũng có lúa nữa. Mần tới miếng hồ nữa, ruộng. Trên mấy cái vò mà chỗ cậu Tư nói gặp cái người phụ nữ đó cậu Tư, là cậu Tư có thường lên đó là săn hay là đặt bẫy gì không? Mỗi lần đi chứ giờ không đi. Có chừng 10 năm, mười mấy năm nay không có đi cánh. Là trước đi ha. Trên đó, cái lưng vò đó bây giờ ông hay đua ông mở cái quán cà phê trên đó. Một ly 60 ngàn. Ừ. Xe rước luôn. À, vô đường là... vàng á xe rước nghĩa là dịch vụ luôn ha. Ừ. Dạ. Hoa mặt trời chắc tính tiền xe luôn mới 60 chứ bình thường tiền xe rước luôn đó. Đúng rồi, tiền xe luôn á chứ ly nước đâu mà 60 ngàn chứ. Hả, ban đêm mà chạy ly chì dòm lên là trên đó một cái dàn đèn bự hơn một cái dòm bề hoành cả công đất chứ chẳng cỡ 1 hecta. Ừ. Dàn đèn á. Vậy là cái cánh đó là hồi xưa là con thú nhiều đó hả cậu? Ừ, cái nó một lần thú nhiều lắm, bây giờ hết rồi. Hồi xưa đó là mình đặt bẫy là dính con gì nhiều ha cậu Tư? Heo với hoang là nhiều. Heo rừng á ha. Ừ. Hồi xưa cậu có được ăn heo rừng không? Có. Ngon không cậu? Nó ngon hơn heo mình, nó đâu có mỡ. Heo rừng không có mỡ. Ừ. Bây giờ nó bán cho mình là bán heo mội, nó bán nó gạt nó heo rừng chứ không phải heo rừng đâu. Heo mội thì chắc mình cũng nuôi giống như heo mình vậy. Heo mội nó đâu có mỡ. Dạ. Con heo rừng cái chân lông nó là chân 3. Còn heo mội nó chân 1, không có chân 3 đâu. Dạ. Không biết là làm bị nó gạt đó. Dạ. Chân 3 là gì cậu? Cái chân lông nó chân 3. Là một cộng lông nó tẻ làm 3 hay gì? Ừ. Là... chân lông. Dạ. Nó chân 3 không à. Còn như heo kia thì như heo mình có con cộng cộng. Ừ. Cái thằng hồi nãy nó lại nó cấy bò, nó có gặp mày chưa? Gặp rồi. Cái vò đó là mình lên trên chảnh xa không hả cậu Tư? Dưới bằng lên nó khoảng chừng 100 mấy gần 200 mét. Vậy là cái vò đó cũng thấp chứ không cao. Cái đó là nó đầu vò mới lên trên cánh quán hay đua rồi đó. À. Bây giờ cậu dám đi không? Không. Sợ hả? Đi sợ hả? Hay là không phải sợ đâu. Đi nó rừng rậm không biết luôn. À, trên đó giờ là người ta có trồng rẫy nhiều không á cậu Tư? Có sao làm rẫy làm xanh quanh, còn cái đầu dồ đó cây gai được không mà đâu có ai làm đâu. Dạ. Là nguyên cái đầu dồ người ta bỏ luôn ha. Ừ. Dạ. Chỗ đó người ta có làm miếu hay là thờ phượng gì không cậu? Không có miếu thờ. Vậy mà thấy đi vậy đó. Ừ. À, đúng ra mấy cái chỗ nó có cục đá bự nằm ở dưới bằng á. Đúng ra mấy cái chỗ đó là nên làm miếu đồ thờ đó. Là trên đó nó có một cái chỗ bằng phẳng. Có cái chỗ đá bằng.
Đây là cái chỗ mà khu vực mà hồi nãy cậu Tư có chia sẻ với chúng ta đó quý cô chú anh chị, là khu vực này là kêu bằng dồ đá đen nha. Thì đây là đầu dồ ha, cái dồ cũng khá là lớn nha. Thì đi vòng 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 lại tới bên kia là cái nơi vị trí mà cái cục đá đen đó là nó nằm ở đằng đầu dồ đằng kia. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là chúng ta đứng ngay ở khoảng giữa của dồ đá đen ha, nhìn ở bên ngoài nó rất là bao la luôn á quý cô chú anh chị. Đây là cái dồ đá đen mà ngày xưa mà hồi nãy cậu Tư là một người là từng làm việc hồi xưa, thì cậu không có tin vào tâm linh và cũng như là không có tin vào những cái sự mà gọi là dị đoan mê tín, hay là những cái chuyện rắn rít đồ này nọ là ma hay là quỷ thần gì đó là cậu hoàn toàn cậu không tin. Nhưng mà cậu nói có một lần cậu đi rình bắt thuốc á, thì cậu thấy buộc lòng cậu phải tin là ở khu vực mà dồ đá đen này là cậu thấy rõ ràng một người phụ nữ dắt một cặp bò và đi một đổi, thì cậu thấy gì cậu mới bò theo. Thì một hồi nữa là người phụ nữ với cặp bò nó mất tiêu, không thấy dấu tích. Và thậm chí cậu đã lấy đèn pin cậu rọi xuống dưới đường để coi có dấu bò hay là dấu người đi hay không, thì hoàn toàn không có. Là kể từ đó cậu mới tin vào tâm linh. Và theo như cậu chia sẻ thì cái dồ này là còn rất là nhiều rắn hổ mây cũng như là mang heo rừng, bởi vì cái dồ này là người ta chưa có khai phá, cũng không có dân ở, còn là rừng hoang, rất là hoang luôn. Thì Nam thấy cái dồ này cũng khá là âm u với cô chú anh chị. Ở phía xa xa đằng kia kìa thì nó có rừng không à, không có ai ở đây hết trơn á, nó còn bịt hù luôn á. Bây giờ thì có lẽ Nam sẽ đi gần gần như trong đó và mình sẽ khám phá cái khu vực này xem sao nha. Có đường đi vô không anh Tùng? Hả? Chứ tôi thấy là ở đây là không có đường vô rồi đó. Bây giờ thì tụi mình sẽ chia ra để kiếm cái đường lên. Ở trong này là không có đường lên này. Bữa nay đi thì cũng có mấy chị em nha, Nam Long Xuyên, Cao Tùng Vlog với lại chị Sáu Hà Núi Tượng. Có thêm chị Lon là bạn đồng hành nữa. Chị Lon cũng ở gần nhà chị Sáu, là một người hàng xóm lâu năm, thân thiết. Đây bây giờ mấy chị em mình đi vòng vòng đi kiếm đường lên nè. Công nhận phải nói, bởi cậu Tư cũng nói cái chỗ này người ta chưa có khai thác hay là làm gì hết. Quá chừng. Hôm nay á, chú Hà sẽ dẫn còn quang dữ lắm luôn. Khám phá núi. Nơi đây là dồ đá đen. Cô chú anh chị và các bạn, những khán giả có xem kênh của Nam Long Xuyên thì hãy ủng hộ Nam Long Xuyên bằng cách đăng ký kênh nha. Thích video và chia sẻ video đó sẽ là cái động lực lớn lao để cho Nam sẽ đi khám phá nhiều nơi, cũng như là sẽ làm thêm nhiều video hơn nữa về khám phá nè, rồi cuộc sống và tâm linh để gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn. Cũng mong là sau một ngày mà làm việc mệt mỏi đó, mình bon chen với cuộc sống, thì khi chiều về hoặc là khi rảnh thì chúng ta sẽ có những cái video để mà giải trí mà. Thì quý cô chú anh chị hãy ủng hộ Nam Long Xuyên nha, để Nam làm động lực mà làm thêm những video nữa gửi tới cô chú anh chị nha. Ở đây thì em thấy có những cái cây sài người ta trồng rất là to nè. Ở phía dưới triền đồng bằng này thì người ta trồng sài nha. Còn phía trên này thì còn là rừng hoang luôn, rất là hoang. Và phải nói cái con đường ở đây lúc nãy khi mà chạy xe vô là cực kỳ khó chạy luôn. Đi ở đây chứ em thấy nớn ớn làm sao của chú anh chị ơi. Kìa, nhìn rừng bịt hù luôn, rất là hoang. Không biết trong cái chuyến khám phá này chúng ta sẽ gặp được những cái điều lý thú gì nữa. Tại vì cái dồ đá đen này thì
quý cô chú anh chị và các bạn ở xung quanh đây, những người dân ở xung quanh đây nè, người ta chia sẻ là cái giò đá đen này rất là linh thiêng. Nhưng mà Nam vẫn thắc mắc là tại sao mà ở đây, nếu như mà nó có những cái hiện tượng tâm linh đặc biệt như vậy đó, thì tại sao ở đây người ta không có một cái miếu để người ta thờ? Tại vì ai cũng tin là có chư vị hoặc là bà ngự ở nơi đây. Nếu có bà với chư vị ngự nơi đây thì tại sao người ta không lập miếu thờ ta? Cái đồi này nó hoang quá chừng hoang luôn, hầu như là không có dấu chân người ta luôn á. Bây giờ đi tìm cách đi lên nè. Nam tạm ngưng máy chút xíu nha, đi tìm đường đi lên cái rồi Nam quay tiếp. Hồi nãy giờ mình đi xe quá trời nguy hiểm luôn cô chú anh chị ơi. Vòng 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 mà nó cái con đường rất là nguy hiểm luôn. Mình nhìn xe là thì giờ mình gặp cái khu vực có một cái con này. Ở đây có một cái trại nè. Có một cái trại mối quan. Hình như cái trại này là của những cái người mà có rẫy ở trên này. Người ta làm rẫy ở trên này, người ta lên nên ta ở. Để đi dài vô trong. Không biết là giờ này có ai ở đây hay không. Khóa cửa. Cái này là cái dấu gạch chéo với cái đầu lâu ở trên là dấu hiệu nguy hiểm nè. Đừng vào hả? Ờ đúng rồi, cấm vào đó. Thường thường mấy cái trụ điện nó hay đấy. Ủa cái này, cái nhà này sao lại có những cái rất là lạ nha. Đầu tiên là một cái biển số xe treo lại treo ngược đời hơn người ta treo ở trên. Rồi ở cái chỗ cái cửa thì lại để cái biểu hiện là nguy hiểm nha. Biển báo nguy hiểm không cho vào. Rất là lạ. Và một cái điều nữa là cái nhà này có vẻ rất là siêu vẹo rồi. Có những cái cột chống kìa. Có những cái cột chống lại nè. Có mấy cái bàn của người ta dân dẫm nè. Chắc người ta mừng gãy á. Thôi bây giờ mình tiếp tục đi. Đi. Khu vực trên nha. Đây, bây giờ chúng ta sẽ tìm đường lên trên cái chỗ giò đá đen nha, chỗ chính xác gục đá đen. Bây giờ thì Nam đã tìm được một cái đường đi vô, nhưng mà phải nói là nó cũng không có mấy gì là gọi là thuận lợi đâu quý cô chú anh chị. Quơ gì nè chị, cho có những cái loại mà ấy nó nghe tiếng động nó vang ra. Nói thẳng ra thì đi khám phá như vậy chứ Nam cũng rất là rung mình nha. Ớn lắm. Nhất là những cái loại mà rắn ở trên vùng bể núi này thì loài độc nó nhiều. Giờ là không thấy cái đường lối lên nè. Đi khám phá gì chứ ớn lắm. Cũng có nhiều cô chú anh chị bình luận trong video của Nam là đi khám phá mà sợ thì đi làm cái gì. Nói thật sự ra thì mình xem ở trên màn ảnh nhỏ thì nó đỡ sợ hơn là tụi em đi thực tế bên ngoài quý cô chú anh chị. Đi ở bên ngoài thì cảm giác nó rất là rùng rợn, nó rất là sợ luôn. Ở đây là rừng hoang nè, rồi quý cô chú anh chị mình thấy không, rất là hoang vu luôn. Mà giờ này đã 5 giờ mấy chiều rồi, cũng không còn sớm. Em phát hiện hình như ở đây có một cái lối mòn đi lên nè. Đây nè. Nè nè, ở đây hình như có một cái lối mòn nè. Tùng ơi, bên này hình như có một cái lối mòn đi lên nè. Ờ. Nói thật sự Nam đi với Nam ớn trong người lắm luôn. Cũng mong là chư vị Sơn Thần Nam Nông Bảy Núi sẽ gia hộ cho cả đoàn nha. Mấy anh chị em đi khám phá được bình yên thuận lợi ha. Có không?
Bây giờ thì Nam đã biết tại sao ở đây là lại đặt là Dồ Đá Đen. Là tại vì ở đây những tảng đá nó rất là đen quý cô chú anh chị. Nè, những cái tảng đá cái màu nó đen quyền luôn. Ở bên trong nè. Nè, bên trong của những tảng đá là nó màu đen nha. Nó đen quyền luôn, như sắt vậy đó. Bên này cũng vậy nè. Những tảng đá này nó rất là đen, bởi vì người ta mới đặt cái ở đây là cái Dồ Đá Đen ha. Và đặc biệt ở đây nó có một cái tảng đá khá là lớn luôn. Ở đây cái tảng đá này Nam trông thấy nó như một cái khuôn mặt đó, quý anh chú, của chú anh chị. Y như một khuôn mặt mà đang nhắm một con mắt bên này nè. Đang nhắm một con mắt ha, bên này không thấy con mắt luôn. Một khuôn mặt tròn nha, bên này nhắm con mắt lại. Nhìn rất là ớn lạnh luôn. Giờ này giờ cũng gần chiều nữa, 5 giờ mấy chiều rồi. Để lên trên này nha. Nè, cô chú anh chị mình để ý nè. Đá là đá đen không à, không có đá màu khác ngoài đá đen. Dài dài trên đường là đá đen không. Đó, bây giờ mình mới hiểu vì sao người ta đặt ở đây là cái Dồ Đá Đen ha. Mà điều đặc biệt là ở đây rất là linh thiêng nha. Hầu như là bà con xung quanh này ai người ta cũng nói là cái dồ này rất là linh thiêng luôn. Người ta lại đây người ta không dám nói bậy luôn á. Rừng quang bịch bồ. Bản thân của cậu Tư là một người không có tin vào tâm linh đâu, không có tin vào những hiện tượng tâm linh. Cũng như cậu là một người làm việc ngày xưa, cậu cũng không có tin vào những cái chuyện đồn thổi về mô Phật. Con xin lỗi cho con nhắc tên xíu. Cậu cũng không có tin về huyền thoại rắn hổ mây lớn ở núi Cấm hay núi Dài gì cả. Nhưng sau cái lần cậu thấy người phụ nữ dắt bò ở tại cái Dồ Đá Đen này, và cậu chứng kiến những con rắn hổ mây lớn, thì lúc đó cậu mới tin ha. Tới bây giờ thì cậu mới tin vào tâm linh. Không có đường hay gì quay xuống rồi. Hả? Đó có cái nhà của người ta kìa. Đi qua đó đang mình ở đâu? Ở thăm luôn. Ở đâu? Đường đó có đường đi qua nhà nè. Đi. À, vậy là ông Tùng cũng phát hiện bên kia có một cái nhà. Bây giờ mấy anh chị em sẽ đi xuống đi qua kia xem sao. Chứ bên này đi lên một khúc là hết đường rồi. Giờ này sắp tối rồi của chú anh chị. Bây giờ thì mấy anh chị em mình đang đi mang theo những cái lối mòn để đi tìm một cái chính xác vị trí của cái Dồ Đá Đen mà ngày xưa chú Tư đã gặp một hiện tượng tâm linh là một người phụ nữ dắt cặp bò đó quý cô chú anh chị Nam kể nãy đó, để chúng ta tìm hiểu khám phá nha. Từng đến đây, chị Sáu đó, từng đến đây chưa chị Sáu? Chị Sáu đi ra, nhưng mà các cô chú kia kể lại chị Sáu đó. Nó dạ. Có, nếu mà nói là các con có đến đây để tham quan quay cái Dồ Đá Đen này thì phải giá các chị ở đây dạ, xin dạ. Phép để vô quay. Đây. Bây giờ thì Nam đã chính xác là ở đây. Đây, tảng đá lớn màu đen trước mặt quý cô chú anh chị là vị trí chính xác là Dồ Đá Đen nha. Đây là nơi
mà bà hay hiện ra và hiện thân là một người phụ nữ dắt một cặp bò đi lông nhông ngoài lộ vậy đó. Cũng mong các chư vị ở đây cho phép con được ghi hình nha, chia sẻ với bà con của chú anh chị ở khắp nơi biết về sự linh thiêng của dồ đá đen nha, chứ con không có ác ý gì hết. Mong chư vị cũng gia hộ. Đây, một cái tảng đá ở trước mặt của quý cô chú anh chị rất là lớn, ở bên ngoài nhìn rất là lớn nha. Đây là một cái tảng đá phải nói là nó đen, rất là đen, cho nên mới đặt là một cái dồ đá đen nha. Ở đây mình thấy có một cái miếu, mà không biết cái miếu này là thờ cái gì đây. Để Nam đi lại phía trước để xem ngôi miếu này là thờ cái gì nha. Nguyên thủy luôn đó cô chú. Sau khi dồ đá đen ngày xưa giờ. Nhưng mà ở đây các một ngôi miếu rất là cũ kỹ. Ngôi miếu này rất là cũ kỹ luôn rồi. Đây cái miếu đền sơ gì đó rất là linh đó em. Hầu như là có hai cái lư hương và những cái bình bông ở bên trong đã bị bể hết. Cái ngôi miếu này nhìn rất là lâu năm rồi. Chúng ta có thể thấy là nhìn vô ngôi miếu này chúng ta có thể biết được là đã lâu rồi không có ai săn sóc, không có ai nhang khói khu vực này, cho nên ngôi miếu này nó mới cũ như vậy nha. Chứ nếu như mà có người chăm sóc thường xuyên thì ngôi miếu sẽ không tới nỗi cũ kỹ như vậy. Mình thấy có hai cái lư hương đó. Bữa nay thì cũng hữu duyên được tới đây. Bây giờ Nam sẽ nhờ chị Sáu cầm cái máy để Nam mồi cúng cho chư vị ở đây một điếu thuốc ha, cho ấm, cho có khói đi. Cầm giùm em sao? Nếu mà nghĩ là cũng lâu đời lắm rồi. Lâu là cũ kỹ dữ lắm luôn. Vậy em hỏi Long coi, hỏi chị Long coi có đến đây lần nào chưa? Chị Long. Cái vị trí miếu này là xưa giờ là chị có đến đây không? Chị chưa có lớn mà nha, ta cỡ nghĩa chứ ở đây lên miếu, ta kinh tế vậy đây nè. Kể sao chị? Đây là đồi ba cô đó, linh lắm, sinh số là hồi lần trúng hoài luôn không, bây giờ thời gian im rồi. Nhưng mà nhát nữa đó, mất nhát ta chạy. Mà theo như em nghĩ đây cái này không phải ma đâu không? Không có nhang khói gì. Em cũng không có biết cái này. Lòng thành nha, của ít lòng nhiều, mong quý vị chứng giám. Chứ có người ta sinh số hả chị? Sinh số với anh em tụi tôi đưa thuốc nha. Mong quý vị cũng gia hộ. Hình như không biết là cái tảng đá này là nó thiên nhiên như thế này hay là có người ta xịt nước sơn gì vô không, mà nó lại có những cái vết nó đỏ đỏ đây nè, rồi nó vàng vàng, cái màu nó rất là lạ luôn. Và đặc biệt là chỗ này nó rất là bóng luôn nè chị Sáu. Nè chỗ này nó bóng láng luôn á nè, chị gờ cái tay vô coi đó, nó bóng mà nó giả ánh luôn nè, rất là bóng luôn. Mà Nam ơi, hả? Chị thấy cũng như là cái một cái bức tranh luôn á, chỗ màu này chỗ màu kia nè, em thấy không? Đúng rồi, y như dạng mà mấy cái tranh vẽ trừu tượng á. Có rất là nhiều bệt màu. Sao cái này nhiều màu quá ta, có chỗ thì màu vàng luôn lắm á Nam. Có chỗ thì màu đen màu xanh, và đặc biệt là cái chỗ này nè, này nhìn là nó bóng cơ nè. Nó bóng nguyên một đường ngang này, nó rất là bóng luôn. Nè, ủa, đó, lạ không? Ở đây giống như là một á, là nó sắp chỗ cái gì á. Cái con gì thường xuyên đó, nó chạm vào đây. Hoặc là thứ hai là có người là gờ tay vào đây rất là nhiều lần. Nên là mấy bóng như vậy nè. Rất là láng luôn. Mình suy nghĩ thôi nha. Rất là láng bóng luôn á. Cô chú anh chị nào suy nghĩ như thế nào thì cho một cái bình luận phía dưới nha. Nó bóng lưỡng luôn nè chị. Nè chị giờ đây nè chị. Chị Long, bên đây nè. Nam sẽ quay cận vô nè. Nó bóng lưỡng luôn chị. Bên đó nè hả chị? Nè, rất là bóng luôn nha. Rất là lạ luôn. Một điều rất là đặc biệt. Mắt lạnh hả? Ui, mấy đứa ơi. Mẹ vợ vô coi mắt lạnh hả? Rất là đặc biệt không? Nè, bóng lưỡng luôn. Bóng lưỡng nhưng mà đặc biệt là khi mình giờ tay vô những cái chỗ như thế này nè. Thì nó rất là mát nha. Mấy cái chỗ mà bóng bóng này nó rất là mát. Cái cảm giác nó mát lạnh cái tay mình luôn á. Ủa không lẽ chỗ này nước nó thấm ta? Không đâu.
mình nghĩ cái này là có cái gì đó chạm thường xuyên nè, nên nó mới bóng lưỡng như vậy nè. Nó bóng mà nó rất là mát luôn. Bên đây có trứng của con gì nè? Cái này cái mà nó nở rồi nè. Mảnh trứng của con gì nè? Nở rồi, cái đó nở rồi. Cái này mảnh trứng, chắc ở trên vách này chắc là trứng tắc kè đó. Trứng tắc kè núi. Ê, mấy em mình đó bông đẹp quá đẹp. Dạ. Ra nữa chị. Cái điều đặc biệt đó chị. Hồi nãy em mới đi vô là em gặp cái hiện tượng này. Chị nhìn kỹ nha. Cái chỗ mà có mấy cái vàng vàng này, những cái ánh mắt người ta nhìn. Còn chị thấy giống cái bóng người ta. Thì đó. Em nhìn thấy được cái khuôn mặt luôn. Theo như Nam nghĩ thì tảng đá này là chứa sắt, chứa rất là nhiều cái chất sắt luôn á, tại vì nó đen mà nó đen quyền và nhìn nó rất là giống với những cái mà mạt sắt á quý cô chú anh chị. Thường thường những tảng đá như vậy thì nó rất là dễ hút sét nha, rất là dễ hút sét, rất là nguy hiểm luôn á. Lớn lắm luôn, đá này là lớn dữ dằn luôn. Ở đây mà nếu như mình nhìn như vậy thì cái vết này cô chú anh chị mình thấy nó rất là giống như một cái dấu chân ha, giống như một cái dấu dép vậy nè. Đây nè, giống như một cái dấu dép vậy đó cô chú anh chị. Rất là lạ luôn khi mình nhìn xa ra nè. Nhìn xa rất là giống một cái dấu dép nha. Và nó có những cái vết nứt nè. Những cái vết này giống như là những cái vết mà chừng nữa đá nó sẽ chẻ, nó sẽ nứt ra. Nè, chỗ này nè. Những vết nứt rất là lớn luôn. Cái gì chị? Cái gì chị? Chị Lon với chị Sáu thì nhìn vô điện thoại của Nam thì thấy những cái hình ảnh rất là lạ nha. Thấy mà dạng một cô gái và thấy những bức tranh. Ở đây thì nếu như mà mình nhìn như thế này nè quý cô chú anh chị, không biết quý cô chú anh chị sao, nhưng mà Nam thì Nam nhìn thấy ở đây như có một cái khuôn mặt nhìn ngang nha. Đây là lỗ tai cạnh hàm nè, đây là ở dưới cái càm nè, còn đây là cái lỗ mũi nè, còn đây là con mắt nè, đây là cái dòm đầu đang dòm lên, và đây là cái hình dáng của một người đang đứng nha, một người đang đứng, cái đầu nè, đây là cái mình nè. Hình như là có rất là nhiều người ở trong tảng đá này luôn, mà hình như là mỗi người nhìn thì thấy mỗi một cách khác. Và nếu cô chú anh chị mình mà thấy những hình ảnh gì ở trên khung hình của Nam đang quay thì hãy để lại những bình luận ở bên dưới cho Nam cùng biết với nha. Nam thì Nam thấy ở đây là một mặt người nè, một mặt người rành rảnh luôn ha, nhìn lên nhìn ngang, còn đây là một người đang đứng nè, rất là lạ luôn quý cô chú anh chị. Ở đây là chị lại gần đây nè, chị với anh Tùng lại gần đây nè, nhìn vô trong cái máy của em nè, thấy nguyên một khuôn mặt nhìn ngang nè, nguyên một khuôn mặt nhìn lên nè, thấy không, có mắt, có càm, có lỗ tai luôn nè, nè, nhìn lên nè, đang nhìn lên nè, đó, đang nhìn lên đó, cái lỗ mũi rất là cao luôn, có cái lỗ tai rành rảnh luôn nè, một cái đầu người đang nhìn lên. Và khi mà mình nhìn theo cái hướng này nè, thì cái chỗ này là một người đang đứng nữa nè, y như người ngồi ghế á. Chị nhìn xa là thấy nhiều người nè. Lắm luôn á. Chị Lon là thấy nhiều người hả chị Lon? Ừ, nhìn đằng xa nhìn vô máy của Nam. Ở đây là nhìn thường thường người ta kêu rằng là cái gì mà ba cô chị? Cái dù đó đen, nhưng mà ta cái dù đó đen là dù ba cô á. Là thường thấy ba cô đó. Là ba cô gái hả chị? Nghe nói vậy đó. Có người bị nhát nữa. Nguyên một khuôn mặt rành rảnh luôn nè. Nguyên một khuôn mặt luôn. Cái này là theo như chị nghĩ á, cô chú kể là không phải nhát, nhưng mà tại ba cô ngự trên đó đó thì có người, người ta cũng làm được gì khuyên cho người ta đã cho thấy, chứ phải là người ta nhát. Có nghĩa là những cái người đến đây không có ý tốt ha, người ta cho thấy ha. Ừ, ta cho thấy cái đỡ thừa tới nhát, chứ không phải là nhát.
Hiện tại bây giờ thì đã nè, đồng hồ của Nam là 5 giờ mười mấy rồi. Cũng tối rồi đó quý cô chú anh chị. Ở cái khu vực này rất là linh thiêng, rất là nguy hiểm nha. Thì có lẽ là video của Nam Long Xuyên cũng kết thúc ở đây nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị, những khán giả thân thương đã luôn đồng hành suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau, hãy ủng hộ Nam Long Xuyên nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui, sức khỏe, bình an, làm gì cũng thành công trong cuộc sống nha quý cô chú anh chị. Nhớ đăng ký kênh Nam Long Xuyên ủng hộ Nam nha. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo của Nam nè.